Trong trận đấu giữa AS Roma và Inter Milan, huấn luyện viên Mourinho không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ đội khách. Trước đó, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị trọng tài rút thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu gặp Monza vì làm động tác khóc nhè về phía khán đài đối phương sau khi El Shaarawy ghi bàn thắng muộn giúp AS Roma có thắng lợi 1-0. Huấn luyện viên Mourinho phải xem trận đấu từ khu vực báo chí trên khán đài thay vì khu vực VIP. Giorgio Rossi hơi đầy nỗ lực ở trận gặp Inter Milan, nhưng sau hơn 80 phút chống đỡ những cú sút liên tục của đội chủ nhà, thủ thành Rui Patricio đã phải vào lưới nhặt bóng. Marcus Thuram trở thành người hùng của Inter Milan ở trận này với pha chạm bóng tinh tế sau đường căng ngang khó chịu của Federico Di Marco. Trận thua 0-1 trước Inter Milan đã là trận thua thứ tư của AS Roma sau 10 vòng tại Serie A mùa năm 2023 đến năm 2024. Đội bóng áo bá chầu hiện có 14 điểm và kém vị trí dự UEFA Champions League 4 điểm. Trong khi đó, Inter Milan tiếp tục đứng đầu bảng với 25 điểm. Dù không trực tiếp trả lời truyền thông chính thức sau trận, nhưng huấn luyện viên Mourinho vẫn tỏ rõ sự tức giận khi phát biểu trên kênh Roma. Người đặc biệt đánh giá những quyết định vô lý của trọng tài chính là nguyên nhân khiến đội bóng của ông mất đi một trận hòa. Huấn luyện viên Mourinho chia sẻ, với tất cả sự mệt mỏi mà chúng tôi tích lũy qua ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã có một màn trình diễn mạnh mẽ. AS Roma đã bình tĩnh ngay cả khi gặp khó khăn. Chúng tôi đã nhận thẻ vàng vô lý cho Mancini và Endica, những thẻ này có cảm giác không hề chính xác, trong khi Inter Milan chỉ có Pavard bị phạt thẻ. Tôi thất vọng vì không có sự tôn trọng dành cho các cầu thủ của mình, vì thái độ của Maresca. Ông ta đã tạo ra một trận đấu khó khăn cho chúng tôi.